Xin chào các bạn, hôm nay mình xin được giới thiệu với các bạn mẫu sản phẩm ví dài dành cho nam của Visafia Shop. Sản phẩm này có mã là BE035, kích thước của sản phẩm là dài 21, rộng 10,5 và dày 3cm. Bây giờ mình xin mở các ngăn bên trong. Sản phẩm này là được làm bằng chất liệu da BU nhẵn nha các bạn. Bên trong với các ngăn rộng, mình có thể sử dụng đựng thẻ, đựng tiền, đựng giấy tờ và đựng cả được điện thoại. Hiện tại là với mẫu ví này thì các bạn có thể đựng được tất cả các loại điện thoại bây giờ nhé. Ngăn khóa kéo kèm theo một chiếc dây để cầm tay. Với mẫu ví này hiện tại thì mình có hai màu, đó là màu nâu và màu đen cho các bạn lựa chọn. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm. Hy vọng với sản phẩm này các bạn sẽ tìm được sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình.